Câu chuyện con ruồi và ô cửa kính. Có một con ruồi nhỏ bị giam trong một căn phòng kín, bao vây bởi những ô cửa kính. Ruồi tìm mọi cách đập vào cửa kính để tìm lối thoát ra nhưng vô vọng. Với nỗ lực và lòng kiên trì, ruồi nghĩ rằng nếu như không đạt được một điều đó đơn giản là mình cần phải tập trung nhiều sức lực vào nó hơn. Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Vậy là ruồi ta tiếp tục quẳng cả thân mình vào cửa kính với hy vọng có thể vượt qua chướng ngại vật và tìm được tự do. Nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy tự do mà nó hằng khao khát. Tuy nhiên, nỗ lực điên cuồng thì chẳng đem lại điều gì cả. Một con ruồi nhỏ bé dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm vỡ cửa kính cứng rắn kia được. Ruồi biết điều đó, nhưng nó bế tắc bởi không biết làm cách nào khác, và nó quyết định lao đầu vào làm điều vô vọng. Kết quả là, sau bao nỗ lực, ruồi vẫn không thể giải thoát. Nó tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn cuối cùng trên bộ cửa sổ và ra đi. Có một điều mà con ruồi hoàn toàn không biết, đó là cách cửa sổ 10 bước chân ở một góc của căn phòng, cửa ra vẫn mở. Ruồi chỉ cần mất khoảng vài giây để bay qua đó, len qua khe cửa và trốn thoát ra ngoài. Việc này chỉ cần đến 1/1000 nỗ lực mà con ruồi đã bỏ ra để làm vỡ cửa kính ô cửa sổ. Tự do ở đó, lối thoát ngay bên cạnh, chỉ dễ dàng thế thôi. Nhưng tại sao con ruồi không tìm thấy được? Tại sao ruồi lại cho rằng chỉ lối thoát đó mới mang lại khả năng đạt được sự tự do mà nó khao khát? Tôi đọc câu chuyện trên và giật mình nhận ra đâu đó có một con ruồi đang ngụ ngay trong tâm trí mình và trong tâm trí rất nhiều người. Chẳng ai phủ nhận chăm chỉ và nỗ lực là một đức tính tốt. Nhưng nếu nỗ lực một cách mù quáng thì nó lại trở thành cố chấp. Và cố chấp có lẽ đó chính là cách nhanh nhất để hủy hoại một con người. Bạn sẽ không muốn ra đi trong tuyệt vọng sống như con ruồi kia chứ? Con đường giải thoát rất gần mà bạn không để ý. Bạn có tự hỏi tại sao con ruồi lại cho rằng chỉ có ô cửa sổ mới là lối thoát duy nhất? Và bạn có nhận thấy đâu đó, từ trong sâu thẳm, cũng có một con ruồi đang trú ngụ trong tâm trí bạn. Chẳng phải chúng ta vẫn rất nhiều khi cảm thấy con đường phía trước thật mơ hồ, không biết sẽ đến đâu. Nhưng chúng ta vẫn cố chấp đi theo nó, bởi đơn giản chỉ vì nó là xu hướng của đám đông. Và sẽ thật mạo hiểm nếu không làm theo cách mà đám đông đang làm. Nhưng cuộc đời là do chính chúng ta quyết định. Và sai lầm có bao giờ vì được nhiều người đi theo mà trở thành chân lý. Vậy nên, mong bạn hãy tạm ngừng dừng lại một chút, dùng lý trí và sự khôn ngoan để nhìn lại con đường đang đi. Rất có thể nó đang dẫn đến ngõ cụt và bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đó. Hãy dành thời gian quan sát xung quanh. Rất có thể lối thoát ở ngay bên cạnh bạn, chỉ có cách 10 bước chân, dễ dàng như vậy thôi.